Vâng, chờ đợi tương đối lâu. Tài trợ Pơ và Minoa. Chờ đợi tương đối lâu, chúng ta đến ngay với trận thi đấu thứ hai sau những giây phút chờ đợi và giao lưu với những câu hỏi phải nói rằng quá hóc búa của các bạn. Hỏi về cuộc sống, hỏi về những cái gì thì còn được, các bạn toàn hỏi về trịch thôi. Vâng, như vậy là chim sẻ đã cố gắng roi được vào mạng, còn bên phía kỹ thuật viên Game TV không roi được vào mạng và không thể quay qua màn hình thứ ba. Như vậy kênh 2 sẽ đi ngủ. Vâng, kênh 2 sẽ đi ngủ, còn kênh 1, kênh 3 vẫn tiếp tục chiến đấu. Chúng ta có một bãi quả xấu dành cho Persia nhưng hai voi thì lại hiện ra. Sao ấy? Vâng, các bạn chờ đợi chỉnh một chút về kỹ thuật trước khi chúng ta đến với những chi tiết chính của trận thi đấu này. Xóa một cái đi. Vâng, đây rồi. Chim sẻ đã phải câu voi về thật sớm để tránh tình trạng bị chậm dân, nhưng kiểu gì cũng sẽ chậm thôi. Hiện tại dân 7 thì chưa sao, nhưng dân 8 chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Có lẽ là ổn. China dài dài. Vâng, chú dài thì tương đối to đùng. Vâng, tương đối to. Mặt nhìn thì rất hiền. Như đã có gia đình rồi thì phải. Chú dài thì vừa cao vừa to. Tôi chưa biết diễn tả mấy game thủ nào bên Việt vì không có game thủ nào để mà so sánh cả. Vâng, khủng long thì béo hơn chú dài, thì có lẽ thấp hơn chú dài. Chú theo kiểu to đều đấy. Thân hình hoàn toàn bình thường ấy. Với chiều cao và cân nặng. Việt Nam mình thì các game thủ là ông béo thì béo quá, mà ông gầy thì gầy quá. Có được ông Tiểu Bạch Long thì đẹp trai nhất. Thì lại là có vợ và ba con rồi, thành ra là mình cũng không muốn nhắc tới nhiều. Với cơ bản thì mấy game thủ top 1 lấy vợ gần hết rồi. Trừ cái đội 96. Đội này khả năng là sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau đấy. Vâng, gỗ đầu quá xa dành cho Persian của game thủ chim sẻ. Chú dài là người cầm Minoan. Một tình huống mà nếu như chim sẻ lại chém cơ bản và hạ gục chú dài thì chúng ta thấy rằng là chú dài cũng bình thường quá. Một tình huống mà chú dài thủ được phù lên cung A2 áo thì nhiều khả năng chim sẻ đi về với bản. Cùng xem đã. Chưa thấy có hiêu. Gỗ đầu siêu xa. Vâng, ngày mình cho tí tiếng game, hình như là quên. Vâng, bãi quả phụ dành cho game thủ chim sẻ đi nắng. Nhưng bầy hiêu đầu là cái mà người ta đang hướng tới. Ai á? Hớ vậy à? Vâng, các bạn có thể thấy rằng là gỗ đầu quá xa dẫn đến việc chim sẻ đóng S đầu là muộn. Và đang bất ngờ rằng không có hiêu đầu. Persian vâng vẫn bằng dân so với chú dài. Do nông dân ăn voi là quá lợi hại. Bằng dân. Đây rồi, hiêu ở tít phía xa thì có lẽ đây không phải là hiêu đầu. Coi như bài không hiêu đầu đi, đen. Vâng, đây là một bầy hiêu ở rất xa của chim sẻ nhưng có lẽ vẫn phải ăn thôi. Hai bầy hiêu. Mà cũng có thể là con sư tử nó cắn con hiêu ấy ra dở thì đúng là đen. Nếu mà là hai bầy thì đẹp, lùa về gần với nhau. Thôi chết rồi. Biết ngay sư tử cắn hiêu dở ra mà. Đừng nói là bầy hiêu 4 sư tử cắn một con ra đến đây. Còn hiêu 3 ở chỗ góc này bắt đầu cho ra ăn. Coi như là mình đen đi. Vâng, không phải.
Đây là bầy hươu 5 con tới từ chim sẻ. 24 dân. Có quả phụ nhưng ăn hươu vẫn là tốt nhất dành cho Persian. 13 thực một lần đổi hươu về. So với ăn quả thì chỉ là 10. Vâng, quả đầu xấu. Hai voi về không hươu đầu. Dài dài đang có cơ hội để cân bằng tỷ số. Mình tin là như vậy. Vâng, thêm đôi voi cho chim sẻ. Ép đời sẽ không lỗi lắm. Thế nhưng mà nó không được gọi là đột biến quá nhiều so với Per. Vâng, chú dài thì thực sự là có lẽ cũng sẽ là một thành phần sang Việt Nam trong giải đấu cuối năm nay. Dạo này chú tập luyện rất khủng khiếp. Và các bạn phải hiểu rằng là những con người đã sang với Việt Nam năm 2011, người ta về người ta viết thành những cái bài viết trên cộng đồng của AOE Trung Quốc. Nghe nó khủng khiếp lắm. Người ta bảo rằng chơi game 10 năm tại Trung Quốc mà không được đi du đấu Việt Nam một lần thì phí cuộc đời. Thành ra là những ông không đi thành ra là lại thành là tiếc. Ngày đó Trung Quốc sang đây là cả đoàn gồm có 16 người, trong đó có 12 game, vâng 12 game thủ, một trưởng đoàn, một phó đoàn và hai kỹ thuật viên. Vâng, một chút trục trặc về lag nên các bạn cứ yên tâm rằng là khi các bạn xem thì cái giá cả nó vẫn cứ đảm bảo so với quy định thôi. Nó bị lag thì nó sẽ trả bạn chậm hơn một chút thôi, không vấn đề gì đâu. Trong khi đó thì có bạn hỏi mình là so sánh BB và chim sẻ. Bây giờ mình sẽ trả lời ngắn gọn như thế này cho các bạn hiểu luôn. Bây giờ các bạn trả lời được câu hỏi Ronaldo và Messi ai hơn thì các bạn trả lời được rằng chim sẻ và BB ai hơn. Các bạn hỏi toàn những câu khó thôi. Ai là fan của người ấy thì người đấy hơn. Mình nghĩ là như vậy. Giật ở đây là do trong in game, không phải do quay phát đâu bạn ạ. Game thủ cũng đang phải đánh với một cái chất lượng là nó hơi bị lag. Do Việt Nam và Trung Quốc thi đấu với nhau khoảng cách địa lý là không cao, và cái mạng FPT, xin lỗi, VNPT nó cũng chỉ có một băng thông quốc tế nhất định. Chú Dài lên đời còn sớm hơn chim sẻ ở đời 2 và là 25 dân. Cơ hội để chú Dài có thể san bằng tỷ số chính ở đây. Vâng, và Dài Dài đánh chém thủ phù để có cơ hội lên được cung hai áo. Vâng, nhà chú Dài cũng rất gần. Thực ra cũng không gần lắm, tại nhà chim sẻ dâng nhà cao thôi. Chú Dài đang ăn vàng nhưng chưa bo. Cái việc đối đầu với Persian, lên đời sớm hơn Persian như này, việc quan trọng nhất không phải là bo rộng mà là bo được cái bãi vàng trước đã, sau đó chơi phủ. Nhiều người sẽ chơi nguyên phủ để đối đầu với Persian. Nhưng Minoa là một quân mà phù thủy không có nhiều lợi thế, không có nhiều cái nâng cấp, nếu như mình nhớ không nhầm, đúng như vậy. Vì vậy mà cái việc thủ phù thì phải chuyển nhanh sang cung A, vẫn phải có lực để mà chuyển sang cung A thì mới có cửa thắng Pơ được. Hai L của chim sẻ, và chim sẻ vẫn quyết định đánh theo bài cơ bản. Vâng, bài rất cơ bản, đó chính là trịch thẳng luôn. Vâng, hôm nay trưa nay mình ăn suất cơm đấy thấy xót ruột quá. Đắng lòng lắm. Nuốt có ngon đâu. Bình thường cơm mẹ nấu nó rẻ hơn rất nhiều. Hôm nay ăn cơm trong Royal. Xót hết cả ruột. Vâng, hai con lạc đà đầu sẽ là một cái gì đó khiến chim sẻ quyết định trận thiếu này. Hai con lạc đà đầu. Chú Dài mà làm tốt thì chim sẻ sẽ gặp khó. Và chú Dài đang làm tương đối tốt không? Cái nhà phù thì không tốt. Nhà phù tại sao không đóng thụt hẳn vào trong nhà? Thì có phải là con phù nó sẽ mọc ra ở phía bên trong? Thêm hai chiếc e bo khu vực đó là ổn rồi. Vâng, chú Dài rất tình, rất kinh nghiệm. Bo những chiếc be ở phía ngoài
để con phù thủy nó ra ở bên trong. Nhưng đen cho chú dài là chim sẻ đã kịp chém e và đúng lúc con phù thủy nó ra. Về tư duy thì chú rất tốt, nhưng thằng cháu thì lại tiếc. Rồi, một pha vẩy e kinh nghiệm và cũng tương đối nhanh. Vâng, phải nói là đen. Về cách thức thì đã là đúng, nhưng mà thời điểm thì hơi đen. Tiếp tục sẽ là pha chém vẩy e tới từ chim sẻ để có thể làm bay hốc của chú dài. Chú dài đang điên cuồng sửa. Hai con nông dân thì hơi khó sửa, đang tiếp viện thiên dân. Phù thủy. Vâng, phù đỏ trong tên này. Thực ra thì nếu mà đen quá chú dài chú lại cáu. Trận trước Yamato đã bị hai quả chết hai con phù rồi. Oẳng luôn rồi. Chim sẻ vẫn đang vừa ăn hoang vừa đóng, chú nói là đang điên hoang để sóc đều 2L, quyết tâm chảy cối chém. Trong khi chú dài thì vâng, nhà P thứ hai, chú thực sự đã trở lại rồi. Đánh tương đối giống với những gì mà game thủ Việt Nam chúng ta làm. Vâng, kinh quá, có bạn trưa nay ăn bún cạnh chỗ mình ăn cơm bụi. Nhưng mà cơm bụi Royal thực sự là đáng lòng. Lần sau mà bạn gặp Dan ăn ở trong đấy thì bạn ra bảo anh Dan ơi cho em ăn với. Còn gặp mình thì tốt nhất là bạn nên mời mình. Mình nghĩ thế là hợp lý. Vâng, tiếp tục là bài đen hoang. Bãi quả chứ không phải là đôi voi. Chặt gỗ được nâng. Chim sẻ bắt buộc phải nghĩ đến một bài đánh lâu dài hơn và chắc chắn hơn, đó chính là cung A. Còn chú dài thì với hai nhà phù sóc đều và một cái hốc âm ấm xinh xinh của mình, tạm thời đang ổn. Thân hình hoàn toàn bình thường. Vâng, có phù thủy. Vâng, timeline vẫn đang cân thôi, chú dài cũng chỉ tầm gần này thôi. Nhưng chim sẻ phải cẩn thận, vì chú dài cũng hoàn toàn có thể sóc dân nhà chính ra và lên được cung hai áo. Và khi mà Minoan lên cung hai áo thì Persian cung A nó không còn ý nghĩa nữa rồi. Persian phải ăn hoang phũ phàng và chuyển cung A được sớm hơn để đẩy. Và thậm chí đấy chỉ là trên lý thuyết thôi. Phù quá nhiều nó phù tất luôn. Có 8 con cung A người ta phù được 3 con là coi như là oẳng rồi. Vâng, nếu mà ăn suất 60k trong Royal trưa nay thì tối nay mình đã không ngồi ở đây mình bình luận rồi. Mình về quê với mẹ rồi. Vâng, mình được chiêu đãi suất 40k thì phải. Vâng, đã bung nhà chính để chui hốc. Vậy thì thời gian lên A của chú Giai sẽ lâu lắm. Chú Giai phải tự tin một chút là sóc đều hai nhà P, sau đó bung dân ở bãi gỗ ra phát triển ở nhà chính nhà mình thì nó sẽ bền vững hơn. Vâng, chú Giai cũng đi dò ăn hoang, rất kinh nghiệm. Một người đàn ông kinh nghiệm. Vâng, các bạn có thể thấy chú Giai đang đánh tương đối chắc chắn. Chim sẻ còn chưa có chiếc nhà BA nào, anh vẫn đang tập trung vào vẽ ruộng. Vì nhìn thấy rằng là cơ sở làm ăn của chú Giai nó chỉ bé bé xinh xinh ở trong đó thôi. Thời gian lên A của chú Giai nó cũng sẽ rất lâu. Chim sẻ xây nhà phù nhưng không xin phù thủy, đang cố gắng bảo vệ bãi ăn hoang của mình. Rất tỉnh táo. Nhưng chú Giai đang sóc lạc đà trâu, không chuyển A. Tại sao không công phù nhỉ? Nếu mà chơi kiểu này thì phải công phù chứ. Vâng, những pha vẩy nhanh của chim sẻ nhưng vẫn hở. Đen. Và đây rồi, phù thủy thủ nhà. Tỷ lệ oẳng của chim sẻ đang là tương đối cao. Phù thủy đang đứng ở phía khu vực nhà BL của game thủ chim sẻ. Không, vâng, bây giờ mới là chiếc nhà đầu tiên của game thủ chim sẻ đi nắng. Tham thì vẫn đang chỉ cân thôi. Nhưng lượng phù của chú Giai là bao nhiêu con thì chúng ta chưa biết. Vâng, tham 33 của chim sẻ. Bây giờ lao vào chú Giai là một cái đó hơi mạo hiểm khi mà phù thủy còn đang đứng ở đây. Bắt đầu kích cung A một áo.
Vâng, tham chú dai còn thậm chí đang là 35 cơ. Tham chim sẻ chỉ là 33. Vâng, dai dai đang hỏi chấm. Vâng, có lẽ chỉ là một tình huống bị dừng hình để gợi ý thôi. Đây rồi, phù thủy. Vâng, tiếp tục là phù thủy. Chú dai đang chơi hàng phố vẫy. Vẩy e luôn. Không hề đơn giản. Vâng, các bạn có thể thấy bây giờ thì hai lạc đà áp sát bãi vàng. Chim sẻ đang cố ra để phù lại. Đóng nhà A tiếp theo và đủ lực để kích cung A hai áo. Chim sẻ cũng là phù thủy vẩy e ạ. Hai con xếp hàng luôn. Vâng, tạm thời thì vẫn sẽ ổn. Tạm thời vẫn sẽ ổn. Khi mà chú dai cũng chưa có chiều hướng. Tôi không biết điểm công nghệ là bao nhiêu rồi. Phải xem điểm công nghệ thì mới biết được rằng là đã lên cung A hai áo chưa. Điểm công nghệ quyết định rất nhiều thứ. Vâng, hàng phố vẫy của chim sẻ đang hết mana. Vâng, chưa hồi mana để có thể phù được. Lộ nhà BA rồi, ba nhà BA. Sắp một áo ra dần nhưng không có lực. Tiếp tục là hàng phố vẫy. Tham lai, chú dai đang đè và tham lai chú dai đang khoảng 38 so với 34 của chim sẻ đi nắng. Vâng, vừa rồi như chim sẻ xem công nghệ, điểm công nghệ của chú dai là 9. 9 điểm công nghệ cơ. Chỉ cái nâng cấp mắc phù thủy thì cũng chỉ có 1 điểm nâng cấp của Minoan. Có cung A rồi sao? Và phải chăng ở phía dưới góc 3 giờ là bãi ăn hoang của dai dai? Chim sẻ chủ yếu tập trung công hốc, không đi dò bãi ăn hoang từ đầu cho đến bây giờ. Và phải chăng chú dai có một bãi ăn hoang ảo diệu? Và bây giờ đã có cung A hai áo. Điểm công nghệ là 9 thì ảo lắm. Nhiều khi 7 đã có thể lên được cung A hai áo rồi. Nhưng mà 9 tôi nghĩ là hợp lý cho một cái bài cung hai áo. 2 điểm công nghệ lên đời, 1 bánh xe, không biết dò có cái gì không. Là 3 rồi, dò có 1 đi. Là 4. Chặt gỗ là 5. 2 cái cung A là 7. Đấy là những cái bình thường nhất rồi mà bây giờ nó là 9 rồi. Một cái phù thủy là 8. Vâng, oảng rồi, chim sẻ về với bản rồi. Cung A hai áo, kẹp phù thủy, kẹp lạc đà. Vẫn là lối đánh bách hóa tổng hợp của chim sẻ. Giống như cách đây 4 năm, lối đánh làm nên thương hiệu của chim sẻ, lối tấn công công hiến. Tham vẫn đang đè và tôi vẫn không nhìn rõ là chim sẻ xem cái gì. Vâng, có bạn bảo thêm pháo đi, xong bạn cười cái, mình cũng cười bạn cái. Vâng, tôi nghĩ là châu phù thủy. Như vậy là không có cung A hai áo. Chơi nguyên phù thủy của chú dai. Vâng, chú già mà chú vẫn quyết định chơi một canh bạc mạo hiểm là phải dùng tay nhanh. Chim sẻ đang cong chân lên chạy. Cong mông lên để mà chạy rồi. Phù thủy thì đang truy sát. Vâng, nghe mình bình luận thì nghe có vẻ nó như phim hành động. Thực ra chưa có tình huống gì xảy ra. Vâng, những pha vẩy e nhanh của chim sẻ để có thể thủ một tơn. Vâng, phù bãi vàng trước. Chú phù bãi vàng trước có khi là chú quẳng đấy. Vâng, quay về nhà chính đóng một cái S để ăn vàng ở dưới sát mép bản đồ. Sát về nhà chính cũng được mà. Được gì mà phải khổ thế nhở. Vàng thế này rõ đẹp. Vâng, cẩn thận và tỉ mỉ quá. Tham lai 44 trên 64. Không hiểu chú dai có những cái gì mà tham. Vâng, bây giờ tham vẫn đè. Chú dai khoảng tham 50. Đừng có nghe chơi nguyên phù thủy. Vâng. Điều gì đến cũng đã phải đến. Một. Và oảng thôi. Quá khó cho chim sẻ đi nắng. Anh đã phải chịu thua trong kèo đấu ở trận thứ hai này. Cung A Minoan và cung A Pơ nó như kiểu là bố đi mấy con. Rất là khó. Công giáp lạc đà được tính điểm công nghệ bạn ạ. Nhưng mà đang không hiểu rằng lạc đà của chú dai là có đủ công giáp đầy đủ không. Đấy là cái mà mình phân tâm. Tại vì con số 9 mình đã đọc cho các bạn tương đối kỹ rồi đấy. Nếu chú dai chỉ có công thì có lẽ khéo chú dai có chặt gỗ 2 rồi cơ. Vâng,
Vâng, tham 38 của chim sẻ đi nắng, nhưng mà khả năng chiến thắng của chim sẻ là quá thấp rồi. Cung upper. Vâng, tham thì vẫn đang chỉ tranh nhau khoảng 6-7 tham thôi, nhưng mà chất lượng của cung A nó khạc lắm. Chú giai, nếu bây giờ chú giai nhiều phù, cung A ít thì còn có cửa cho game thủ chim sẻ. Vâng, các bạn hãy nhìn thấy cái đội cung A này. Bây giờ đỡ kiểu gì đạo cung A này, trừ khi nó đi lỗi. Mai nhà đánh với team Hà Nội sao? Vâng, chú dài cũng chắc cú, không vội vàng lao vào. Vì càng về lâu về dài thì Minoan là người có lợi hơn so với Persian cực kỳ nhiều. Chim sẻ đang có một tuần ảo để hy vọng tạo đột biến. Và cũng đã bắt đầu sóc chém để có thể... Vâng, chú dài không để ý này. Một tuần tạo đột biến của chim sẻ chăng? Vâng, chú dài cũng biết thọc vào mông ấy chứ. 4 con cung A, 5 con cung A. Đánh cung A mà còn đi móc máy. Kinh hồn bạc vía. Vâng, một trận thi đấu mà chú dài đánh chuẩn bài. Khi mà có lợi thế quân. Vâng, có lợi thế quân thì đánh chuẩn là sẽ thắng. Chỉ sợ một trận mà không có lợi thế quân, chứ các bạn đánh lợi thì có lợi thế quân mà không biết cách đánh, cái bài đánh, thì tỷ lệ thua vẫn là cao. Vâng, cung Amino nó bắn thì thôi, khỏi cần phải nghĩ. Vâng, tốc độ thì có lẽ là ngang nhau, vì nó không giống như game khác mua tốc độ bắn để mà cho con AD nó bắn nhanh hơn. Nhưng mà tầm xa thôi. Chú giai ghi 1-2. Không hiểu là cái gì. Tham chim sẻ vẫn đang là 40. Bây giờ yên thấy chú giai quýt thì tôi ngất. Vâng, xin đúng rồi. Các bạn vừa nhắc cho mình một cái là hình như chú giai nâng đào vàng để chơi hai nhà P. Đó cũng là một ý kiến để mà tạo thành cái điểm công nghệ thứ 9 cho chú giai. Vâng, thôi chim sẻ đừng làm khổ chú ấy nữa. Tỷ số là 1-1 trong kèo giam đầm. Chúng ta thấy rằng chú giai cũng đã rất chuẩn bài. Và nếu như vào giải một kèo đấu như thế này ở cuối năm, đây chỉ là chú giai thôi, không phải là chim sẻ, không phải là Seng Long hay những game thủ đưa đánh giam đầm tốt. Chim sẻ gặp chú giai bài này trong giải cuối năm nay, chuyện mà chim sẻ thua là chuyện bình thường. Vâng, đâu, vâng, chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đánh giam đầm hay, nhưng giam đầm thì nó còn rất nhiều thứ. Vâng, nó ảnh hưởng. Vâng, giam đầm nó ảnh hưởng nhiều lắm, độ may rủi cao. Gặp bài như này thì chim sẻ cũng nằm. Và chúng ta sẽ đến với trận thi đấu tiếp theo ngay sau đây. Tỷ số là 1-1 trong kèo đấu giam đầm.